Chào các bạn, mình là Thảo và hôm nay để tiếp nối bài tập về xoạc ngang hôm trước thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những động tác khó hơn. Nó làm tăng sức mạnh của cơ bắp và làm khớp háng của mình trở nên linh hoạt hơn để mình có thể hoàn thiện được tư thế xoạc ngang. Và vậy mời các bạn trải thảm ra và tập luyện cùng mình nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ xoay khớp háng nhé. Xoay bên phải trước này, lên thở 2, hít thở 3, hít thở 4, xoay nào, rồi và ngược lại từ ngoài vào trong nào, để lên thở, lên xoay, xuống thở, để lên xoay và thở, lên nào, đổi bên nhé, chân bên trái ra nào, để lên thở, hít thở nào, xoay hít thở, một lần nữa xoay và thở, ngược lại từ ngoài vào trong nào, để lên thở, xoay lên thở nào, hít thở nào, xoay và thở, rồi hạ chân xuống thôi nào. Bây giờ hai chân mình sẽ tách rộng thôi nhá. Hai chân mình sẽ tách rộng nào. Trùng gối xuống làm sao mà gối của các bạn để vuông góc nhỉ. Hai tay mình chống lên gối nào. Hít nào, xoay người mình hạ cái vai xuống về giữa, hít. Xoay vặn thân trên và hạ vai xuống nào, về giữa, hít. Đổi bên, xoay và thở nào. Về giữa, hít. Xoay vai và thở hóp vào. Về giữa, hít, đổi bên, xoay và thở hóp vào, kéo giãn dài cái lưng ra nhỉ. Về giữa nào, đổi bên, xoay và thở hóp vào, kéo giãn dài lưng. Một lượt nữa, về giữa. Rồi, xoay, thở giãn dài phần lưng ra, giữ và thở đẩy hết mông ra phía sau nhỉ. Thở hết và hóp bụng đi nào. Hóp bụng sâu và thở dài ra. Cái vai về giữa nào, đẩy lên, đổ ngang và thở. Rồi đẩy hết, dùng lực của cổ tay để hết hai cái đùi ra ngoài, mông ra phía sau và hóp bụng nhiều hơn, thở ra đi. Thở nữa. Rồi và đẩy lên. Bây giờ hai cái đùi của mình đang rất là mỏi nhá. Mình đẩy đổ người về giữa nào. Rồi đẩy lên. Đổ xuống và thở. Đúng rồi, đẩy lên. Đổ xuống và thở ra. Đẩy, dùng lực của hai cổ tay đẩy hai đùi sang hai bên. Giữ nguyên và thở nào. Đẩy dài lưng nữa, đẩy ra hết và thở. Thở nữa đi. Giữ nào, cố lên. Rồi, đứng dậy thôi nào. Đứng khép hai cái chân vào. Bây giờ cái đùi, hai cái đùi của mình đang rất là mỏi. Mình đứng thả lỏng lúc nha. Rồi đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục nào. Giờ mình sẽ tập bên chân bên phải trước. Chân phải nào. Rồi, hai chân ngang với nhau này. Hơi trùng gối, đầu đá lên. Đá lên, nâng là thở. Đá lên thở. Đá lên thở. Nâng thở. Nâng đá ngang thở. Đẩy lên thở. Nâng thở ra nào. Xuống. Đẩy ngang thở. Đá ngang thở. Đá ngang thở. Đá lên thở. Xuống. Lên thở 5. Lên thở 4. Lên ngang thở 3. Nâng lên ngang thở. Rồi bước dài ra ngoài. Chân thu về. Rồi bước ra ngang thở. Thu về. Bước ngang thở. Đẩy lên. Bước ngang và thở. Đẩy lên. Bước ngang và thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Thu cái bụng này. Hít. Bước dài. Thở. Hít. Rồi giữ nguyên. Giữ thở này. Giờ mình hạ cái tay xuống nhá. Mình hạ cái tay xuống nào. Mình nhấn sâu hông hơn. Rồi lại đẩy lên. Nhấn sâu cái hông xuống nào. Đẩy lên. Hạ hông xuống và thở. Dựng người lên và vai xuôi xuống nhá. Đẩy lên. Đổ hông xuống, thở, dựng người lên và hóp bụng vào. Đẩy lên. Xuống và thở, rút bụng. Thở dài ra nào, đẩy lên. Xuống mà thở, mở vai, dựng người lên. Dựng cao người lên nào, hóp bụng nhiều hơn. Nhấn sâu hông xuống nữa. Giờ cái đùi của mình đang rất là mỏi nha. Cái đùi của bên chân co ấy, đang rất là mỏi, chân phải ạ. Rồi bây giờ mình hạ mông xuống, đổ ngang đùi bên phải ra. Co gối bên trái vào. Tay bên trái nào, để ngửa dưới. Rồi tay phải. Tay phải chỏi ngang nào. Rồi nâng và thở.
xuống, mình để ý nhá, cái lưng của mình lúc nào cố gắng là giữ thẳng, lên và thở. Xuống nào, đẩy lên nâng và thở. Xuống nào, đẩy lên nâng và thở ra. Xuống đi, đẩy lên nâng và thở ra. Rồi bây giờ tay mà ai mà mềm khớp háng, ai mềm hơn và tay mềm hơn nhá, mình sẽ cầm cái chân, chân hai tay cầm vào chân này, nâng dần lên và luôn cái tay ra phía ra sau đầu, kéo dài dùng lực của tay nhá, kéo dài cái chân hơn. Còn tay bên trái mình chõi ra ngoài, chõi sang ngang, duỗi dần cao hơn, giữ và thở nào. Mình xoay mặt về bên chân, ở bên tay ở phía cao nhá. Rồi tư thế này thì mình có thể chụp được ảnh đấy. Thả lỏng cơ mặt ra và thở đều. Thở đều. Rồi và buông chân hạ xuống. Bây giờ mình sẽ úp hai lòng bàn chân vào nhau ở tư thế cánh bướm và thả lỏng hai cái đùi. Nhớ à, cái lưng mình luôn thẳng, vai luôn hạ và cổ đẩy cao nhé. Hơi thở đều. Để ý là lưng thẳng. Thở đều đi nào. Giãn hạt, giãn hai đường chân mày ra. Rồi cái đùi bắt đầu nó đỡ mỏi rồi đấy. Rồi mình đứng lên để đổ chân nha. Tiếp tục nào. Lúc nãy chân phải rồi, bây giờ chuyển chân bên trái á. Chân trái nào. Hết nào. Chân bên trái các bạn chuẩn bị chưa? Chân trái nào. Bước ra ngang, thở hạ cái mông xuống. Đẩy lên. Bước ngang và thở hạ sâu mông xuống nếu được nhé. Đẩy lên. Thở. Đẩy lên, hít. Thở. Thu bụng. Lên, hít. Thở. Để lên, hít. Cái này, động tác này thở. Động tác này sẽ mỏi cái đùi hơn. Các bạn cố gắng nhá, thở. Lên nào, hít. Bước ngang, thở. Để lên. Bước ngang, thở. Bật lên nào. Bước ngang, thở. Bật lên. Rồi giữ. Rồi bỏ. Hai tay chống hông này. Chân đá ngang nào. Chung hai gối đá lên thôi. Đá ngang, thở. Xuống. Đá ngang, thở. Xuống. Đá ngang lên, thở. Xuống làm sao giữ nguyên hai cái vai lên, thở. Xuống. Đá lên, thở. Hạ giữ nguyên hai vai lên, thở. Hạ. Để lên ngang, thở. Bây giờ cái mỏi, nó mỏi cái chân trụ này. Lên đá ngang. Xuống cố lên nào. Nâng thở cố lên nào. Sắp xong rồi. Để lên ngang nào. Xuống. Mở ngang, thở giữ nguyên thân trên nhá. Và cái bụng luôn hóp nào. Để lên, nâng thở. Đá ngang và thở. Nhờ nâng thở. Rồi thế thôi. Và bước hai chân rộng ra phía ngoài. Hạ tay xuống. Chân trái mình là sẽ là chân gập nhá. Chân phải duỗi này. Nhấn sâu hông xuống thở. Bây giờ mình có lực tay mình đỡ cái hông rồi, nên là nó sẽ đỡ mỏi hơn đấy. Nhấn sâu hông xuống thở. Nhưng mà cố gắng là duỗi lưng nhá. Nhấn sâu hông xuống thở. Đẩy lên. Nhấn sâu hông xuống thở. Đẩy lên nào. Nhấn hông xuống và thở. Đẩy lên. Hạ hông xuống thở. Và mình nhả nhả cái tay ra nhá. Mình dựng người lên nào. Cái đùi của bên chân trái đang rất là mỏi đây nào. Giữ hóp bụng nhiều hơn. Dựng người cao hơn nào. Rồi ngồi mông xuống. Đổ chân trái ra. Co gối bên phải vào. Tay phải đỡ vào chân bên phải nhá. Rồi từ từ nâng chân lên. Để ý cái lưng thẳng và cái vai xuôi. Xuống này. Để lên. Nâng và thở cái vai. Để ý vai nhé. Xuống nào. Nâng và thở. Xuống để ý cả cổ nữa. Cổ đầy cao này. Lên và thở. Hạ. Ai mà không duỗi được chân, mình cứ co gối nhé. Mình nâng theo sức của mình thôi. Cũng không cần thiết là phải nâng cao chân quá đâu. Chân ai căng thì đừng cố gắng nâng. Mà cố gắng, mình hãy cố gắng là giữ cái lưng thẳng ấy. Giữ lưng thẳng. Rồi bây giờ ai mà mềm cái chân hơn và cái tay, cái vai mềm hơn, mình gác cái chân ra sau vai nhá. Và từ từ này, nâng dần chân lên thở. Ai mềm vai hơn nữa thì tay rồi mình chõi sang bên bên phải. Kéo dài lườn bên trái ra. Cổ đẩy cao và mở căng lồng ngực, kéo giãn phần lưng. Hóp cái bụng vào. Hóp và thở. Giữ nguyên nào. Rồi từ từ buông hai tay xuống. Giờ mình đã thả lỏng cái chân ra nào. Cho nó đỡ mỏi nhá.
úp lòng bàn chân vào và ở tư thế cánh bướm. Nhớ để ý lưng và vai. Hóp bụng đấy nhá. Rồi mình chọi hai chân về trước. Nó sẽ chân mình sẽ giống như tư thế hình thoi ấy. Hai tay đan nè, đổ người xuống và thở. Đẩy lên, hai cái vai xuôi, đổ người xuống và thở. Đẩy lên nào. Hít nào. Đổ người xuống, hóp bụng và thở. Nhớ mở vai đừng có rụt cổ nhá. Rồi đẩy lên. Đổ xuống và thở. Đừng rụt vai, đẩy lên. Xuống và thở. Ép bụng chứ không ấn đầu nha. Rồi giữ nào. Giữ lâu hơn, hóp bụng nhiều nữa. Thở ra nào. Thở nữa đi. Rồi đẩy người lên. Bây giờ mình sẽ làm bước cuối cùng nhá. Chuẩn bị này. Chân một chân xoạc ngang này, chân tiếp theo xoạc nốt này. Các bạn cứ tách hai cái chân ra để các bạn mà tách chân được rộng hơn mình cứ tách nhá. Ai mà căng quá nhá thì mình tách vừa phải thôi để mình sẽ không có tạo cảm giác bị khó chịu quá nhá. Mỗi ngày mình nên tập từng chút một để nó đỡ bị căng cơ. Còn ai mở được chân rộng mình cứ mở. Khi mở được chân tối đa rồi thì ngồi mình lăn hai cái đùi. Bây giờ hai cái chân của mình nó đang đau, nó căng ở phía đùi trong và phía sau gối. Ai mà lăn chân mà mềm hơn rồi thì mình sẽ nhích dần cái mông lên nhá. Nhích dần cái mông lên, đúng rồi. Rồi giữ nè, chú ý lưng và vai lúc nào cố gắng là giữ thẳng nha. Giữ thẳng, thả lỏng nè. Xuôi mũi chân nếu được. Khá là đau đấy. Đau hai cái chân đấy. Rồi bây giờ mình rút chân về thôi. Kéo từng chân về nào. Kéo chậm từng chân về. Ôm cái đùi vào là đỡ hết ngay. Và giờ mình chuyển chân ra sau nhé. Vừa rồi mình đã hoàn thành những động tác để kết thúc bài tập xoạc ngang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp hay cần sự tư vấn và giúp đỡ thì các bạn cứ comment xuống dưới nhé.